Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở quận 5, gần chợ An Đông, gần khách sạn Windsor. Và vị trí nhà mình thì mình nhìn kế bên là khách sạn Windsor quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ha. Một trong những khách sạn hạng sang nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, nằm kế bên chợ An Đông nha cô chú anh chị. Căn nhà mình là căn nhà địa chỉ số 236/12, đường Trần Phú, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây mình giáp ranh với phường 8, phường 4, quận 5 và phường 2, phường 1, quận 10 và quận 1, quận 3. Căn nhà vị trí góc hai mặt tiền đường hẻm hướng Nam, và nhà mình thì nằm trong hẻm này là hẻm biệt lập ha. Bên trái nhà mình còn khoảng chưa đầy 10 căn nhà là hết, và bên phải là khoảng 10, 13, 14 căn nhà là hết ha. Căn nhà mình thì có kích thước ngang là 4,5m và chiều dài là gần 12m. Nhà nằm ở hẻm biệt lập cao ráo, sạch sẽ, không ngập nước. Nhà có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Xin nhắc lại kích thước của nhà mình ngang là 4,5m và chiều dài là gần 12m nha. Phía ngoài có lớp cửa lùa cuốn dòng theo luôn ha. Sân nhà mình để được khoảng 6 chiếc xe máy, và đằng kia thì chủ nhà có làm sẵn cho mình một cái chỗ để mình trồng cây, cái tiểu cảnh để trồng cây ha, và gạch tường dán cao lên đến trần luôn. Phía ngoài thì có ốp đá cao lên đến trần lầu 1, trên lầu 1 cũng ốp luôn, và mái che có làm tấm kính che lại rồi nha, kính cường lực để mình che lại rồi ha. Đây là ban công phía trước nhà mình đây, phía trước nhà mình ha. Nhà mình có hướng chính là hướng Nam nha cô chú anh chị. Nhà mình có hướng chính là hướng Nam. Cô chú anh chị bạn, Vũ Hồng cho cô chú anh chị bạn xem sổ cái nhà mình ha. Sổ và check trên bản đồ quy hoạch để cô chú anh chị bạn yên tâm trước khi đi xem nhà nha. Thường quận 5 nhà khác hiện trạng là mình mua bán mà khó sang tên. Thì ở đây thì nhà này thì đúng hiện trạng, và nhà thì không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết. Và đây là cái khuôn đất của mình đang sở hữu nè cô chú anh chị. Đó, khu đất của mình đang sở hữu ha, vị trí cực kỳ đẹp luôn ha, 4,5m, chiều dài là gần 12m, và diện tích đất được công nhận là 52.6, kể như 53m nha cô chú anh chị. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng luôn, giấy chủ quyền hồng có hoàn công luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn xem cái giấy chủ quyền hồng, giấy chủ hồng mà cho cô chú anh chị bạn xem luôn ha. Đây cái giấy chủ quyền hồng của mình đây. Giấy chủ quyền hồng của mình đây ha. Trên giấy của mình là một trệt, một lửng và một lầu nha cô chú anh chị. Trên giấy chủ quyền hồng của mình là một trệt, một lửng và một lầu ha. Đó, hẻm phía trước đây thì khoảng 2m3, 2m4. Phía trong đây thì khoảng 2m5 nữa. Đó, phần ban công phía ngoài nè, lấn ra thêm được 1m2 nha. Đó, nhà có hướng chính là hướng Nam nha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu mua nhà thuộc Đông Tứ Trạch thì chọn căn này ha. Mặt nhà cao hơn mặt sân thì khoảng 2 tấc. Và mặt sân cao hơn mặt hẻm thì khoảng 1,5 tấc. Hẻm này hẻm cao ráo không ngập nước nha. Cửa nhôm chinh pha và kính cường lực. Chiều ngang nhà 4,5m nên nhìn nhà mình rất rộng ha. Ở dưới chợt thì chủ nhà làm một cái phòng ở phía sau, và gian bếp ở bên tay phải. Nhà vệ sinh nằm ở dưới cầu thang bên tay trái. Chủ nhà trang bị sẵn cho mình một bộ ghế bàn sofa ha. Có bàn sẵn luôn nha. Và ở đây thì chủ nhà làm sẵn cho mình cái chỗ trồng, cái hộc để trồng này, cái chậu để trồng cây luôn nha. Nhìn rất đẹp luôn. Nhà điện chính nước chính, giấy chủ quyền hồng. Cô chú anh chị bạn nhìn ha, nhà sáng choang, mới tinh, vào ở ngay không cần phải sửa chữa gì hết. Và gian bếp thì được chủ nhà làm phun cao kịch trần luôn nha, phun cao kịch trần luôn ha. Có chỗ gắn máy hút mùi, rồi chậu rửa inox loại sâu lồng đời mới, mặt bếp bằng đá hoa cương. Nhìn cái bếp, gian bếp với phong cách hiện đại ha. Và cầu thang thì tay vịn gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương. Dưới hầu cầu thang thì chủ nhà có làm thêm một cái kho để mình chứa những cái vật dụng mình chưa xài để ở dưới đó. Và đây là không gian gian bếp của nhà mình. Bên trong thì mặt bếp mà được dán tường bên trong là kính cường lực màu, và bên trên là mặt đá hoa cương ha, cận kim sa nha, loại xịn hết cô chú anh chị. Và chậu rửa inox 304 loại sâu lồng nha, loại xịn hết cô chú anh chị. Về mình ở đây có gắn sẵn cho mình chỗ để mình để chén rồi nè ha. Đây rất là đẹp ha, chậu gom nước, cái chỗ gom nước, khay gom nước đồ đầy đủ hết nha. Sao
ở dưới trệt chủ nhà có gắn sẵn cho mình một cái, gắn sẵn cho mình một cái ở trong phòng phía trong là có đèn trang trí luôn nha. Chân tường thì được ốp cao lên một hơn một tấc rưỡi để khi mình lau chùi nó không có bị bẩn chân tường nha cô chú anh chị, tốn thời gian sơn sơ hết lại ha. Và nhà vệ sinh thì cũng khá rộng, nằm phía dưới cầu thang nè. Tường nhà vệ sinh thì ốp được ốp gạch cao lên đến trần luôn. Chủ nhà làm cái bọt, cái chỗ bồn cầu này ha, liền khối nè, và chỗ mà vòi sen vòi xịt inox 304. Và cái chỗ cái ở đây thì mình có thể mình để đồ bên trong nè, đó, để những cái vật dụng nào mà xài thì khuất để khuất bên trong đây. Ở đây cái bồn rửa tay rửa mặt liền loại liền khối luôn nha cô chú anh chị, là giúp cho mình lau chùi vệ sinh rất là dễ dàng luôn ha. Cái vòi sen này thì sử dụng của Molen nha cô chú anh chị. Rồi mình cùng nhau ngắm nhìn lại cái không gian căn nhà này đây, căn nhà ở dưới tầng trệt của mình đây ha. Đó, nhìn rất là ok nha. Ở ngoài có đèn trang trí loại led âm trần, và phía bên trong cũng có luôn, nhà bên trong nè. Nhà bên trong thì có cái nhà vệ sinh trong, thì bước ra ngoài là tới nhà vệ sinh nên chủ nhà không có làm nhà vệ sinh bên trong. Có căn nhà này thì mình về chỉ cần gắn thêm cái màn cửa đó là mình xài thôi. Nếu nhà mình có người lớn tuổi hoặc người có chân tay khó đi lên trên, ngại đi lên cầu thang, thì mình sắp xếp cho họ ở dưới trệt nha. Nhà mình ở hậu ở phía sau nha cô chú anh chị, và nhà gắn sẵn trang bị sẵn máy lạnh luôn, mình về không cần phải đi lại ống đồng máy lạnh gì hết. Nhà rất đẹp luôn ha. Xin nhắc lại là nhà mình hướng nam, nhà có nở hậu ở phía sau nha. Và xin nhắc lại là nhà nằm bên cạnh khách sạn Windsor của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ An Đông, chợ Bào Sen, gần Đại học Sư phạm, Đại học Sài Gòn, Đại học Kinh tế và Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, giáp ranh với quận phường giáp ranh với phường 4, phường 9, giáp ranh phường 4, phường 8, quận 5, và cũng giáp ranh với quận 1, quận 3, quận 1, quận 3, phường 2, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh á. Căn nhà rất đẹp luôn cô chú anh chị. Mình vào đây á, là mình có cảm giác như ở trong khách sạn nha cô chú anh chị. Và vị trí nhà thì rất là trung tâm luôn, ngay chỗ khách sạn Windsor của quận 5. Cô chú anh chị bạn nào muốn biết thì ở đây là nó gần khách sạn Windsor và gần chợ An Đông nha cô chú anh chị, gần chợ An Đông ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà đất Sài Thành review bất động sản thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh rồi, hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua nhà ở trung tâm quận 5, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà hả cô chú anh chị. Về giá cả là chủ nhà là vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nếu như cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu mua thì cứ đi xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả nha. Căn nhà này chủ đưa ra mức giá như vậy, nhưng mà là chủ nhà nói là vẫn còn thương lượng, nên là cô chú anh chị bạn nào thấy ưng ý về vị trí căn nhà ở quận 5 này thì đi xem, Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả. Cô chú chị bạn nhớ chia sẻ cái video này cho mình để những người bạn, những người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc 5 tỷ đến 6 tỷ thì mình giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà hả cô chú anh chị. Và đây là cái lửng của nhà mình đây ha, cái lửng ở phía sau nè. Ở đây thì nhà mình là trên giấy tờ là có cái lửng nhà một lầu, nên ở đây nếu như mà mình muốn làm thêm một cái phần này ở phía sau, một cái lầu bên trên này nữa là vẫn được nha. Cái trần này vẫn còn rất là cao. Hiện tại thì đang có 3 phòng ngủ rồi nên chủ nhà cũng không muốn làm thêm, chưa muốn làm thêm, để không gian này làm không gian thoáng sinh hoạt ha. Còn nếu như cô chú chị bạn nào muốn làm thêm ở khu vực này thì mình có thể làm thêm một cái lầu ở ngay chỗ vị trí này lên được nha cô chú chị. Cái điểm đặc biệt của căn nhà này cô chú chị bạn nhìn cái lửng này ha. Cái nhà này nha. Ở đây chủ nhà làm thẳng cái giường cho mình rồi nè. Ở về mình chỉ việc để cái nệm lên là mình ngủ ha. Và cô chủ Hồng cũng muốn nói lại là ngay chỗ vị trí cái lửng phía sau này á, là chủ nhà làm rất là cao luôn, nên cô chú chị bạn cần làm giường tầng hay là làm cao thêm nữa thì mình làm rất là thoải mái.
và cái kính cửa nè, từ dưới lên trên nè. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha, từ dưới lên trên nè ha. Đây nè, lên đây nè, lên đây nè, đến trần luôn ha. Là còn rất là cao nha. Còn rất là cao. Ở đây cũng trang bị sẵn cho mình một cái máy lạnh cáp 3 rồi nha. Đó, cầu thang đi lên ha. Về mình gắn thêm cái màn nữa nha cô chú chị, mình gắn thêm cái màn nữa là ok ha. Và ở đây bước lên dốc một chút xíu. Bên trái là nhà vệ sinh lớn nha, nhà vệ sinh lớn nè. Nhà vệ sinh nó rộng như một cái phòng luôn á cô chú anh chị. Tường nhà vệ sinh thì dán cao lên đến trần luôn. Và được gắn một cái máy quạt hút, cái máy hút, quạt hút lên trên. Và vòi sen thì sử dụng của Poland nha cô chú anh chị. Và chậu rửa và bồn cầu thì cũng loại liền khói ha, giúp mình dễ dàng làm vệ sinh. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn nè ha, rất là hiện đại nha. Đây là cửa nhôm sinh pha và bản lề kim long. Và đây là phòng phía trước, phòng lớn của nhà mình ha. Phòng này mình có thể chia thành hai phòng được nè. Xin nhắc lại kích thước của nhà mình, chiều ngang là 4,5 m và chiều dài là gần 12 m. Diện tích đất mình đang sở hữu là 53 m nha cô chú anh chị. Và căn nhà này nằm ngay trung tâm của quận 5. Địa chỉ nhà là 236/12 đường Trần Phú, phường 9 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Đối diện bên kia là phường 8 quận 5 và gần trường Đại học Sư phạm Đại học Sài Gòn, trường Trung học Học ngành Sư phạm Sài Gòn, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Trần Thái Nguyên và trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh á. Phòng này là mình sẵn sẵn máy lạnh rồi, đèn led trang trí, đèn màu hắt, đèn nói chung là đầy đủ hết rồi, mình chỉ việc vào ở thôi, không cần phải sắm sửa thêm cái gì hết, mình chỉ mua những cái vật dụng ví dụ như điện với đeo quần áo vô ở thôi nha. Do nhà chiều ngang nhà mình lớn 4,5 m nên chiều ngang nhìn rất rộng luôn. Nhà mình gắn cái cửa bốn cánh rộng, nhưng bên hai bên vẫn còn cái bệ tường rất lớn nha cô chú anh chị. Và ở đây nếu như nhà mình có nhu cầu làm hai phòng ở đây thì nhà mình có thể làm được hai phòng ở vị trí này nha cô chú anh chị. Tất cả đèn led ở đây là đổi màu được ha. Và ban công ở phía ngoài là lan can bằng inox và mặt và bằng đá hoặc bằng kính cường lực ha. Ban công rộng khoảng 1,2 m và phía ngoài ban công thì có thêm một cái tấm che. Và Vũ Hồng xin nhắc lại hướng nhà mình là hướng nam ha. Và bên kia là khách sạn Windsor. Đó, Windsor quận 5 thành phố Hồ Chí Minh kế bên chợ An Đông cho cô chú anh chị. Windsor quận 5 kế bên chợ An Đông ha. Đây phía trước sân nhà của mình đây, sân này là để được khoảng 6 chiếc xe máy nha, nhà nằm vị trí gốc ha. Ở đây thì cũng được dán đá cao lên đến trần luôn rồi ha. Ở đây chủ nhà gắn cái này chắc lắng vòi sen, vòi xịt, vòi gì đây ra không biết. Đây ha, chắc để máy giặt ở đây nè cô chú chị, sắp xếp cái máy giặt ở đây ha. Đúng rồi, vị trí máy giặt đây ha. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của cái căn nhà, địa chỉ 236/12 đường Trần Phú, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ An Đông và gần khách sạn Windsor. Căn nhà mình có kích thước ngang là 4,5 m và chiều dài là 10, chiều dài là gần 12 m. Nhà có diện tích đất đang sở hữu là 53 m. Và căn nhà này thì chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 5.980.000.000. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Nếu như cô chú chị bạn có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này hoặc thương lượng thêm về giá cả thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà và gặp trực tiếp chủ nhà để làm việc ha. Một căn nhà rất ư là trung tâm quận 5 luôn nha, gần nhiều trường đại học lớn, gần nhiều chợ. Và nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, khu vực dân trí cao, hẻm biệt lập, không có nhiều xe qua lại. Ở trên nhà vệ sinh chủ nhà có làm sẵn cho mình một cái kho để mình chứa đồ, những cái vật dụng mình chưa xài đến thì mình sẽ để tạm ở trên đó nha cô chú anh chị. Thì ở đây là cô chú anh chị, ở đây là cái giường này chủ nhà nó có thể mở lên được, nhưng chủ hầu không biết mở bằng cách nào.
Rồi Vũ Hồng sẽ lia xuống tới dưới rồi, Vũ Hồng sẽ kết thúc video review nhà nha cô chú anh chị. Và xin nhắc lại là giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì cứ liên lạc với Vũ Hồng, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mà làm việc thêm về giá cả nha cô chú anh chị. Xin nhắc lại kích thước ngang là 4,5 m, nở hậu ở phía sau và chiều dài là gần 12 m. Mua bán sổ hồng, ký công chứng theo tên, nằm ngay trung tâm quận 5, kế chợ An Đông và khách sạn Windsor nha. Cô chú anh chị bạn nào có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy chia sẻ cho họ cái video này ha, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà. Nếu như mình xem kênh chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng nha. Còn đăng ký kênh rồi thì hãy bấm like sau khi xem hết video ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video lần sau.